Thị sĩ đang phải trải qua một đợt tuyết hiếm có trong lịch sử, còn nhớ hồi cuối tháng 12 thì một trận lở tuyết đã khiến cho ba du khách bị thiệt mạng. Đợt tuyết lần này tuy không nguy hiểm bằng nhưng cũng đã khiến cho thị trấn San Antonio đã bị cô lập, nhiều du khách và cư dân địa phương bị mắc kẹt. Trận bão tuyết này được đánh giá là mạnh nhất trong 3 thập kỷ qua. Chính quyền đã phải ban hành cảnh báo lở tuyết tại nhiều thị trấn, trong đó có cả San Antonio, nằm cách khu nghỉ dưỡng Davos 32 km. Tuyết rơi dày đã vô hiệu hóa các tuyến đường bộ và đường tàu hỏa, khiến thị trấn rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn. Ước tính lượng tuyết rơi đạt gần 1 mét vào hôm qua. Tuyết cũng chặn đường ra vào của một khách sạn trên đỉnh núi, khiến các du khách bị mắc kẹt bên trong. Tôi đã sống ở Thụy Sĩ 35 năm, nhưng chưa từng thấy tuyết rơi dày như thế này. May mắn có bức tường cao gần 2 mét ngoài kia, nên khách sạn này mới tránh được trận lỡ tuyết. Ở đây xây khách sạn mà không xây tường thì rất nguy hiểm. Một cặp vợ chồng đến từ thành phố Zurich cũng bị kẹt trong khách sạn. Sau khi cảnh sát địa phương khuyến cáo họ không nên rời đi, cho đến khi cảnh báo lỡ tuyết được thu hồi. Cảnh sát thông báo không được phép ra khỏi nhà, chúng tôi không còn tiền mặt, xe buýt lại không hoạt động, không có cách nào để ra ga tàu, giao thông đã bị phong tỏa. Lớp tuyết dày đã cô lập gần 1.000 người ở các vùng núi, các cư dân ở vùng lỡ tuyết đã được lệnh sơ tán.